Trong tập trước của phần phim ngắn Các quái vật Junomaly thì búp bê mèo Katnat đã vô tình biến thành một thực thể zombie đi cắn xé, tàn sát những sinh vật khác. Lực lượng của quái vật Junomaly đã phát hiện ra và ngăn cản hắn. Tuy nhiên, một trong số họ đã bị thương trầm trọng. Này, Poppy à, giờ này mà cậu ta còn chưa tới nữa, liệu cậu ta có nhận lời giúp đỡ của chúng ta không vậy? Hơi, Kissy, hãy kiên nhẫn chờ đợi đi, chắc chắn cậu ta sẽ tới mà. Hả? Cậu ấy tới rồi kìa. À, xin chào hai cậu. Tôi phải chuẩn bị hành lý nên hơi lâu một chút. Wow, đây là búp bê kỳ lắm, thần thoại trong công ty Poppy Playtime của chúng ta hay sao? Cậu ấy thật là đẹp. Cảm ơn Kissy đã khen, nhưng rốt cuộc các cậu bảo tôi tới đây để đi tiêu diệt một kẻ nào đó xấu xa, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hai, mấy ngày trước tôi nhận được một bức thư. Người viết thư là thủ lĩnh của quái vật Junomaly. Trong thư họ nói rằng họ đang đối đầu với một búp bê mèo Katnat, nhưng hắn đã biến thành một thực thể zombie vô cùng tàn độc. Họ biết được nguồn gốc của hắn chính là công ty Poppy Playtime chúng ta, nên cầu cứu người từ công ty tới đó giúp đỡ họ. Chết tiệt, là tên mèo Katnat à? Rõ ràng hắn đã bị người chơi giết chết rồi. Bây giờ hắn lại biến thành zombie và đi tàn sát những sinh vật khác. Được rồi, tôi nhận lời giúp đỡ của cậu. Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng lên đường tiêu diệt thứ xấu xa đó. Đau quá, các cậu nhanh ra tay đi, giết ai chúng tôi đi, chúng tôi chịu không nổi nữa rồi. Chết tiệt thật, quái vật nhện, quái vật voi Junomaly, các cậu phải cố gắng chịu đựng. Tôi đã viết một bức thư gửi về công ty Poppy Playtime, chắc chắn ở đó sẽ có người tới đây giúp đỡ chúng ta. Không kịp đâu, chúng tôi sắp biến thành xác sống rồi. Mau phá hủy tiêu diệt chúng tôi để tránh lây lan cho các đồng đội khác. Chết tiệt, khốn kiếp thật. Được rồi, quái vật nhện, quái vật voi Junomaly, chúng tôi sẽ không để cho hai cậu chết oan ức đâu. Nào, các cậu mau nhanh chóng tập trung lên một phi thuyền. Chúng ta phải tìm bằng được tên quái vật mèo zombie đó, bắt hắn phải trả giá đắt. Thức ăn, ta muốn ăn. Ta sẽ xé xác các ngươi, ngay đầu các ngươi. Tiến lên. Cái chết tiệt quái quỷ này đã giết chết và ăn thịt một số giống loài của chúng ta. Chúng ta phải báo thù, phải đòi lại công bằng cho giống loài chúng ta. Ngon quá. Chúng mày hãy lại đây hết đi, tới bao nhiêu ta ăn bấy nhiêu. Càng ăn càng đói, ta sẽ tiếp tục đi kiếm thức ăn. Gì thế này? Chết tiệt, mình va phải thứ gì thế này? Cậu có sao không? Chết tiệt, thứ gì thế kia? Là một sinh vật có thể bay lơ lửng được trên trời à? Khốn kiếp, người rút cuộc là kẻ nào? Người đi đường không có mắt à? Lũ quái dị gì thế này? Sao các ngươi trông gớm ghiếc xấu xa vậy? Mẹ kiếp, ta là một búp bê kỳ lân thần thoại, ta có khả năng bay được, mắc mớ gì ta không bay trên trời chứ? Cái thứ này, ngươi còn dẻo mồm dẻo miệng à? Nếu bọn ta không có việc gấp, chắc chắn bọn ta sẽ cho ngươi một bài học rồi. Khốn kiếp, chính các ngươi là những kẻ có lỗi, không xin lỗi ta, mà còn lớn giọng à? Lũ quái dị này, chắc chắn các ngươi cũng chẳng tốt lành. Hôm nay sẵn tiện, ta sẽ tiễn các ngươi về nơi cực lạc luôn. Khốn kiếp, ngươi dám tấn công bọn ta trước à? Vậy được rồi anh em, xử lý thứ này đi, rồi chúng ta sẽ tìm con mèo khốn kiếp zombie kia sau. Được lắm, chúng mày tiến lên hết một thể luôn đi. Chúng mày đừng nghĩ lấy đông ăn hiếp được một mình tao. Để tao nói cho chúng mày biết, tao chính là ai. Cắt mồm của mày lại đi. Bọn tao không cần biết mày là ai, mày đến từ đâu. Nhưng hôm nay
Mày dám đụng tới anh em quái vật Sun Normally của bọn tao thì bọn tao sẽ cho mày một bài học để mày nhớ đời. Được lắm, được lắm. Lũ chết tiệt chúng mày cũng thật lợi hại đó. Chiến đấu với ta nãy giờ mà cũng chẳng có kẻ nào bị thương. Được rồi, vậy thì ta sẽ dồn hết sức mạnh của mình giết chết từng tên trong các ngươi. Khoan, khoan đã, các ngươi vừa nói cái gì? Các ngươi là những quái vật Sun Normally à? Chết tiệt, không lẽ các ngươi là những kẻ đã viết bức thư gửi về công ty Bobby Playtime để cầu cứu bọn ta tới xử lý quái vật mèo khách Nát Zombie? Cái gì chứ? Ngươi đến từ công ty Bobby Playtime à? Chết tiệt, mau dừng lại đi, mau dừng lại đi các cậu, đừng đánh nữa. Đúng vậy, sau khi các ngươi gửi một bức thư cầu cứu đến công ty Bobby Playtime thì Bobby Bobby là người nhận được bức thư ấy, liền nhanh chóng đọc toàn bộ nội dung và biết được quái vật búp bê mèo khát nát vẫn còn sống và tồn tại dưới dạng zombie. Thế là cô ấy nhanh chóng nhờ vả ta ra thế giới bên ngoài để tiêu diệt thứ đó ngay lập tức. Đúng, đúng là như vậy rồi. Thì ra, ngươi chính là người của công ty Bobby Playtime tới đây để giúp đỡ bọn ta. Nhưng sao giờ này ngươi tới trễ vậy? Hai trong số đồng đội bọn ta đã tử nạn rồi. Cái gì? Không lẽ cũng do tên quái vật mèo khát nát đó gây ra? Chết tiệt thật. Được rồi, gác lại đau thương đi. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường tìm thứ khốn kiếp mèo zombie đó. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Nhưng mà chúng ta đi hướng nào đây? Hướng này, tôi có khả năng có thể đánh mùi ra bất cứ kẻ nào dù kẻ đó có cách xa 100.000 dặm. Mau lên, hắn ở phía trước mà thôi. Ngon quá. Lũ rớt sa mạc ở đây thật là ngon. Là những món đặc biệt tuyệt vời mà tao chưa bao giờ được thưởng thức. Thiệt là đã quá đi. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tìm thấy hắn rồi. Hả? Cái gì đây? Lại là cái lũ chết tiệt dị hôm này nữa à? Bộ chúng mày muốn tao xé xác hay sao? Tự tới đây nộp mạng thế này. Búp bê mèo khát nát, kẻ bị tiêu diệt mới chính là người đó. Cái gì nữa đây? Lại thêm một kẻ nữa à? Ngươi sao trông quen thuộc thế này? Nhưng ta chẳng nhớ ngươi là ai cả. Có lẽ ngươi đã biến thành xác sống nên quên hết chuyện cũ. Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, ta và ngươi đều là những búp bê trong công ty Bobby Playtime. Nhưng ngươi lại theo phe của tên thí nghiệm 1006, lộng hành bá đạo. Cho tới một ngày, một nhân viên cũ của công ty đã đến và khám phá sự thật. Còn ta đứng về phe của búp bê Bobby, luôn muốn bảo vệ công ty và đã giúp đỡ người chơi đó tiêu diệt các ngươi, tiêu diệt tên chúa tể 1006. Cái gì chứ? Thì ra là như vậy. Khốn kiếp, các ngươi là giúp đỡ những tên con người giết hại bọn ta. Hôm nay sẵn tiện ta trong cơ thể của một zombie mèo, ta sẽ xé xác ngươi, ăn tươi nuốt sống luôn ngươi. Búp bê kỳ lân, có cần chúng tôi giúp đỡ không? Không cần các cậu giúp đỡ đâu. Đây là chuyện riêng của công ty Bobby Playtime. Với lại, tôi đã hứa với búp bê Bobby tới đây xử trí hắn rồi. Các cậu cứ yên tâm, đứng từ xa quan sát thôi. Một mình tôi sẽ kết thúc thứ quái quỷ này, chấm dứt đế chế độc ác của những loại búp bê xấu xa. Cái gì? Ngươi ảo tưởng về sức mạnh của mình à? Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đánh bại được ta hay sao? Ta sẽ truyền nhiễm zombie vào người của ngươi để ngươi biến thành một con quái vật kỳ lớn xác sống, rồi trở thành thuộc hạ của ta cùng xé xác muôn loài khác. Cầm mồm và chết đi. Chết tiệt ta rớt xuống nước rồi. Ta không biết mày. Cứu ta. Ta không những cứu ngươi mà ta sẽ đưa ngươi về gặp tên thí nghiệm 1006 đó luôn. Cuối cùng cũng diệt trừ được thứ xấu xa đó. Wow, búp bê kỳ lân đó thật là mạnh mẽ quá đi. Nếu mà cậu ta trở thành một thành viên Sun Normally của chúng ta thì sao nhỉ?